Sách nói Bác Hồ kính yêu, nhiều tác giả, người đọc trân châu. Phủ chủ tịch trong rừng Việt Bắc. Tháng 12 năm 1946, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Sau đó, người lên Việt Bắc. Đến giữa năm 1947, Bác đề ra cho cơ quan phải tăng gia sản xuất để góp phần cải thiện sinh hoạt. Cơ quan Bác cũng tham gia phong trào này. Mỗi lần các đồng chí phục vụ đi từng địa điểm đóng cơ quan, người thường dặn dò những điều cần thiết, mọi người đều nhớ, sau ghi thành bài bè. Trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta vui. Tiện đường sang bổ tổng, thuận lối tới trung ương, nhà thoáng, ráo, kính mát, gần dân, không gần đường. Phủ chủ tịch hồi này không còn là một chiếc láng dài nữa. Các đồng chí phục vụ làm riêng cho Bác một cái lầu. Tầng trên để Bác ngủ và làm việc ban đêm, tầng dưới làm việc ban ngày. Như vậy vừa thuận tiện vừa hạn chế được phần nào không khí ẩm thấp của núi rừng. Gọi là lầu nhưng đúng ra là một cái chòi nhỏ. Chiều cao của tầng trên có thể đứng giơ tay với tới được. Trên sàn Bác trí cho kê một cái bàn con để viết và xem sách. Đồ dùng của Bác có một cái chăn, một cái màn, vài bộ quần áo và đôi dép cao su đen, quai to. Ngoài ra còn một ít sách, tài liệu đựng trong chiếc túi vải và một cái máy chữ. Ngoài giờ làm việc, Bác tập thể dục rất đều. Thường buổi chiều, Bác thích đánh bóng chuyền. Người phát bóng chắc chắn, nhưng do tuổi già nên chậm, chỉ đỡ được những quả nhẹ và ở phía trước thôi. Nhiều lúc Bác rất vui, vừa chạy đỡ bóng, vừa cười nói, à, bên này nó truy tổ. Bác cháu lại cười gian cả khu rừng. Nhờ tập thể dục thể thao mà Bác luôn luôn vui khỏe. Cuối năm 1947, phủ chủ tịch trong rừng Việt Bắc có vườn rau xanh tốt, nương bí đầy quả, đàn gà ríu rít, có sân bóng chuyền, có cả xà đơn, xà kép. Và mỗi buổi chiều, đến giờ nghỉ, Bác gia cuôn cùng mọi người ra vườn dung xới những luống rau, luống khoai. Mình không ăn thì nhân dân ăn. Cứ mỗi lần cơ quan đến một địa điểm mới, Bác lại nhắc nhở các chiến sĩ cảnh vệ cuốc đất trồng rau, trồng chuối, vân vân. Lần này có lệnh chuyển cơ quan sau Tết Nguyên Đán. Nhận lệnh, cán bộ, chiến sĩ ngẩn người. Vườn rau, su hào, bắp cải chưa thu hoạch được là bao. Su su mới nhu quả, tuyệt đất rộ. Một số chiến sĩ bàn nhau, đành cơ thu hoạch vớt vát, mang đi phần nào hay phần ấy. Một số còn sang vườn Bác định lấy cả ớt và rau thơm nữa. Không ngờ tới vườn Bác thấy người đang trồng bầu, trồng bí. Các chiến sĩ ngạc nhiên hỏi Bác, thưa Bác, cơ quan không chuyển nữa à? Sợ là không chuyển, Bác hỏi lại. Vì chúng cháu thấy Bác đang trồng bầu, trồng bí, nên chúng cháu tưởng là không chuyển nữa à? Sao các chú nghĩ lạ vậy? Ta cứ trồng, mình không ăn thì nhân dân ăn. Đường này các chú cũng còn đi lại, lúc đó sẽ có sẵn rau mà ăn. Nghe Bác dạy, các chiến sĩ đã hiểu ra. Vội chạy về vườn của đơn vị nhắc nhau ngừng gây thu nhặt, dùng bón lại các khóm rau, khóm ớt và trồng thêm bầu bí. Cụ là người nhà cụ Hồ phải không? Một buổi tối mùa đông năm 1949, Bác cùng mấy đồng chí đi công tác. Dọc đường, trời tối lại mưa to, Bác Châu dừng lại nghỉ ở một bản nhỏ trong rừng núi sâu của Việt Bắc. Cả bản có 4 nhà sàn, 3 nhà to và 1 nhà nhỏ tách hẳn ra ngoài đầu bản. Bác quyết định tìm vào ngôi nhà nhỏ đó. Trong nhà chỉ có một cụ già người Tài đang ngồi hơ lửa. Ông cụ trạc ngoài 60, nước da bắt nắng đen sạm, râu tóc bạc qua nữa. Biết có người vào, cụ ngước mắt nhìn ra, thì tất cả ăn mặc bộ đội. Ông cụ tỏ vẻ vui mừng rồi đáp lại lời chào. Rồi ông cụ đi đổ nước vào siêu đặt trên bếp lửa, lấy thêm sắn trong gùi ra bốc giỏ nướng. Bác cùng mọi người ngồi bên bếp lửa, mặc quân khăn quàng, che kính chậm sâu và đội chiếc mũ đen.
Bằng mặt quân phục nên trông khó nhận ra, ông cụ chủ nhà bốc hết giỏ củ sắn nào lại đưa cho bác và các đồng chí đi theo hơ khô rồi dùi vào tro nong. Nhìn bác hơ củ sắn khô mà vẫn trắng, và khi dù trong tro, sắn chín vàng đều, trong khi anh em khác hơ củ nào cũng bị lâm tro. Ông cụ cười bảo, các đồng chí phải học củ bộ đội này, trông cầm củ sắn biết ngay là quen ở nuôi hay không đây. Bác vừa nướng sắn vừa hỏi chuyện ông cụ. Qua câu chuyện, mọi người biết ông cụ trước kia ở tận Cao Bằng, đã đi nhiều nơi rồi mới đến trú ngụ ở đây. Cụ có một người con đi Nam Tiến. Dư câu chuyện, chẳng mấy chốc, nước đã sôi, sắn đã chín. Mọi người ăn uống ngon lành. Đang ăn, ông cụ chủ nhà chợt hỏi một câu rất đột ngột. Cụ bộ đội à, thấy người ở núi Hồng qua đây có kể chuyện cụ Hồ. Nghe họ kể thì cụ Hồ tốt quá, giỏi quá. Ông cụ vẻ hả hê sung sướng, mắt sáng lên, tay đặt vào vai bác nói tiếp, con tôi viết thư về cũng nói như thế. Nói tới đây, ông cụ im lặng đăm đăm nhìn bác mà bảo, cụ là người nhà cụ Hồ phải không? Bác và mọi người cười vui vẻ, ông cụ cũng cười và nói tiếp, các đồng chí là bộ đội cụ Hồ thì hẳn là người nhà cụ Hồ. Con trai tôi cũng là bộ đội cụ Hồ, tôi cũng là người nhà cụ Hồ. Mọi người lại cười. Ông cụ hỏi bộ đội có ảnh cụ Hồ không cho xin một bức, nhưng tiếc rằng không ai mang theo. Đành phải hứa sẽ gửi đến sau. Ông cụ vui mừng đứng dậy đi thu xếp chỗ nằm và mời mọi người đi nghỉ. Khi bác và mọi người đã nằm yên, ông cụ chủ nhà vẫn còn ngồi bên bếp lửa lẩm nhẩm. Thì ra, ông cụ đang làm một bài hát về cụ Hồ. Sáng hôm sau, trước lúc lên đường, bác bảo biêu ông cụ cần muối, còn ông cụ cũng nhất định bỏ vào ba lô bác mấy cái tài gâu, chân lợn rừng sấy và dặn khi nào sốt rét, nấu cháo ăn sẽ khỏi. Bác và mọi người lên đường, ông cụ đưa tiễn một quán xa, đoàn người sắp qua đầu núi, thì ông cụ người tài vẫn còn ngẩn ngơ, đứng trông theo. Far away across the ocean, far beyond this existent realm, there's a man who is father of the Indo-Chinese people, and his name it is Ho Chi Minh. Ho 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 Chi Minh, ho 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 Chi Minh. Vì lo việc nước, Bác Hồ sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, yêu nước. Cụ thân sinh ra bác nuôi dạy con cái rất nghiêm, biết mình, biết người, biết lễ độ với dân làng. Bác có ba anh chị em, người chị tên Nguyễn Thị Thanh, còn gọi là Bạch Liên, người anh tên là Nguyễn Sinh Khiêm. Năm 1950, khi nghe tin anh mất, bác gửi điện về như sau: nghe tin anh cả mất, lòng tôi rất buồn rầu, vì giết nước nặng nhiều, đường xa xa cách. Lúc anh đau yêu tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế tôi không thể lo liệu. Than ôi, tôi xin chịu tội bất đễ trước linh hồn anh, và xin bà con nguyên lượng cho một người con phải hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước. Ngày 9 tháng Giêng năm 1950, Hồ Chí Minh. Bác Hồ đi chiến dịch biên giới, hai lần vượt suối. Nhận được lệnh theo bác lên đường công tác, các chiến sĩ bảo vệ tập nập chuẩn bị súng đạn, quân trang, bát đũa, nồi niêu, một hộp muối, một ong nưa muối vừng, một ong thịt hộp Việt Minh. Bỗng mưa rào trút xuống từng cơn dữ dội, dòng thác trước nhà đục ngầu, âm ào cuốn theo gỗ, nứa xuống vượt sau, nhìn ra trời nước mênh mang, nhiều người băn khoăn. Tình hình này có thể không đi được mất, nhưng đội trưởng Định nói, cứ chuẩn bị đi, bác đã quyết định thì mấy cũng đi, không trì hoãn được. Công việc chuẩn bị vừa xong thì trời tối, bác Xuân họp với các đồng chí bảo vệ. Chuyến đi này rất quan trọng, thời gian ước khoảng một tháng,
đường đi vất vả, vì vậy các chú phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Bác còn dặn tỉ mỉ mọi việc như giao tiếp với dân, việc giữ bí mật, xóa dấu vết sau mỗi lần nghỉ dọc đường. Sáng hôm sau, ngớt mưa nhưng bầu trời vẫn còn đọng nước. Bác Châu hăm hở lên đường, những đồng chí ở lại quyên liếng đưa tiễn. Bác bảo các chú về trong nhà cho tốt, lần sau sẽ đi. Đây là lần đầu tiên bác cho đi theo 6 người. Ra đến cửa rừng, đồng chí Thắng chờ sẵn ở đó. Dắt ngựa nhô ra, mọi người mời bác lên ngựa. Bác cười, chúng ta có 7 người, ngựa chỉ có 1 con, bác cưỡi sao tiện. Đồng chí Định cố nài, thưa bác, chúng cháu còn trẻ, bác đã nhiều tuổi, đường đi lại xa, công việc nhiều, xin bác lên ngựa cho. Bác trả lời, ừ, các chú đều còn trẻ cả, để đi đường xem các chú có theo kịp bác không. Thấy mọi người còn băn khoăn, bác nói tiếp, thôi được, các chú mang theo ngựa để nó đỡ hộ ba lô, gạo nước và thức ăn. Trên đường đi ai mệt thì cưỡi, bác mệt, bác cũng sẽ cưỡi. Ra cõi thành cốc thì gặp một con suối lớn, nước lũ chảy về, chảy băng băng. Mọi người mang theo bờ suối, tìm máng hoặc kim cây to ngã làm cầu nhưng không có. Bèn đề nghị bác tạm nghỉ lại bên bờ suối, chờ nước rút hãy đi. Bác nói, trời có thể còn mưa lâu, ta chờ đến bao giờ, phải tìm mọi cách mà qua mới được. Nghe lời bác, mọi người chia nhau đi lên một quãng xa nữa, thì thấy bên kia bờ suối có một mảng buộc vào gốc cây. Một đồng chí toàn bơi sang lấy, bác cản lại bảo, phải buộc dây vào thắt lưng, con người giữ, phòng khi nước cuốn. Khi sang đến nơi thì chú buộc một đầu dây vào mảng, để hai bên cùng kéo thì mới đảm bảo qua được suối lũ. Mọi người làm theo lời bác, quả nhiên thành công. Mới tối hôm ấy, bác đến chợ Chu, tính ra được 30 km. Bác cho dừng lại trong một ngôi đình giữa đồi thổi cơm ăn. Cơm xong, bác dỡ bản đồ ra tính đường đi hôm sau và cho đi ngủ sớm. Bác kê cánh cửa cạnh đống lửa để nằm. Mọi người quay quần ngủ xung quanh. Sáng sớm hôm sau, cơm nước xong, bác cháu lại lên đường. Tới trước cửa nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ thì lại gặp một con suối còn rộng hơn khúc suối hôm qua. Nước chảy xiết, kéo theo từng khúc gỗ lớn, nhưng đã có kinh nghiệm, bác cháu vượt qua khá dễ dàng. Khi mọi người đã qua suối xong xuôi, bác dừng lại bảo, nhờ có quyết tâm, chịu khó mà bác cháu ta đã qua được 2 chặng suối lớn, nếu không giờ này bác cháu ta vẫn còn ngồi lại bờ suối hôm qua. Từ nay trên đường đi, gặp bất kỳ khó khăn nào, bác cháu ta đều phải quyết tâm mới được. Một giấc ngủ ngon, ít thấy. Chặng đường rừng ngày thứ 2 tương đối dễ đi. Bác nhắc mọi người phải đi nhanh để bù vào ngày hôm qua. Đến trưa, đoàn người nghỉ ăn cơm. Món thịt hộp Việt Minh đã phải dùng đến. Đồng chí Định lại kiếm thêm mấy nõn chui rừng nên ăn cũng tươi. Tiếc là nước lam hơi bị oi khói. Chỉ có một cái nồi nấu cơm, còn nước uống nấu bằng ống nứa. Gọi là ống lam. Có đồng chí phê bình người nấu nước, bác bảo ngài, việc làm phải có ưu điểm và khuyết điểm, để chiều chú khác nấu xem sao. Buổi chiều lên đường, bác dạy mọi người học chinh thủ ngâm, những là trống tràng thành lung lay bóng nguyệt, khói cam tuyền mờ mịt thức mây, chín lần gươm báo trao tay, nửa đêm truyền hịch đỉnh ngài xuất chinh. Lời thơ cũ, tình hình mới, tự nhiên mọi người thầm đoán được chuyến đi này của bác. Phải chăng sắp có chiến dịch lớn, chiến dịch mở đầu của phản công mà bấy lâu quân dân cả nước đang chờ đợi. Vui chân, bác cháu đi được nhiều đường đất, 50 km một ngày. Tối đến, bác cháu nghỉ lại một gian nhà bỏ trống gần chợ mới. Bữa cơm, ngoài món lương khô chỉ có ít rau tàu bai luộc. Bác nói đùa, rau tàu bai có khác, ăn vào nó nhẹ cả người, lại có mùi dầu xăng. Tất cả đều cười vui. Sang ngày thứ 3, để tranh thủ đi được nhiều, bác bảo đừng nấu cơm, ăn bánh mì. Chặng đường dài, đi lại gấp, nên bác rất chú trọng động viên,
Bác kể chuyện kinh nghiệm hoạt động cũ của bác cho mọi người nghe. Câu chuyện có sức cuốn hút kỳ lạ. Bác Chào đi không biết mỏi. Gần tối, đồng chí Thắng sợ bác mệt nên giật ngựa tới gần, cố mời bác lên, nhưng bác kiên quyết từ chối. Bác nói, bác mệt thì các chú cũng mệt, ta cùng đi bộ cho vui. Đồng chí Thắng bèn chắc ngựa đi bên bác với hy vọng lúc nào đó bác sẽ lên ngựa cho. 9 giờ tối hôm đó đến bến phà, gần thị xã Bắc Cạn, đò không có, bác cho lệnh nghỉ lại vì sợ lội qua sông trong lúc mệt nhọc, dễ bị cảm đột ngột. Trên bến sông chỉ có một chiếc quán hàng máy lợp sơ sài, mây tâm tranh thưa. Bác cho đốt lửa đuổi mũi, bác kiểm tra việc đặt ghép, rồi bác lấy chiếc túi xếp ra làm gối, ngã mình trên cây gỗ xuống giường làm ghế bán hàng để ngủ. Mọi người nằm xung quanh bác mà ngủ thiếp đi, tưởng không còn biết trời đất gì nữa. Gần sáng, con ngựa bộ ngoại quan bỗng hí lên một tiếng. Đồng chí Thắng giật mình nói, mời bác lên ngựa cho, mời bác lên ngựa cho. Thầy la là do nguyện vọng lúc nào cũng muốn bác lên ngựa đi. Đồng chí ấy đàn mờ và nhắc lại câu nói ban chiều. Đúng 4 giờ sáng, bác thức dậy. Người làm mấy động tác cho giãn gân cốt và nói, thật là một giấc ngủ ngon, ít thấy. Một vùng non nước giàu đẹp, đi qua thị xã Bắc Cạn 3 km thì có ô tô chờ sẵn đón bác. Các đồng chí đi theo mừng rỡ vội gửi ngựa lại. Thực ra thì ô tô này đã già nua ọc ạch, lại chạy bằng thang, nhưng với tình hình lúc ấy có được ô tô mà đi là anh em khoai lắm rồi. Khi sắp lên xe, bác nhắc, hôm nay đi ô tô có thuận lợi mới là có máy thay chân, nhưng cũng khó khăn là máy bay giặt nó lùn. Vì vậy chú lái xe và các chú phải cẩn thận, cần phân công gác máy bay. Khi có việc xảy ra, các chú phải theo sự chỉ huy của chú Định. Chờ cho đồng chí Định tổ chức xong đội ngũ, bạc ra lệnh cho xe nổ máy. Đêm hôm đó, đoàn nghỉ ở tạ xa. Tờ mờ sớm hôm sau, bạc trao lại lên đường đi Lam Sơn. Xe lên đỉnh đèo Khan Leo, nhìn ra xung quanh lớp lớp núi đồi chen nhau. Từ đây có thể nhìn thấy ngọn Cát Mát gần hang Bác Bó và thị xã Cao Bằng. Bà kể cho mọi người nghe những chuyện khi người ở Bác Bó, Lam Sơn. Nhân lúc vui chuyện, bác nói, Cao Bằng có rất nhiều mỏ, vừa lớn, vừa có giá trị. Đất Cao Bằng lại tốt, có nhiều bãi, có thể chăn nuôi hoặc trồng các loại cây ăn quả xứ lạnh như đào, táo, lê. Sau này đủ giặc rồi, nếu nhân dân ta, cán bộ ta chịu khó, cố gắng, Cao Bằng sẽ trở thành một tỉnh giàu có về nhiều mặt. Ai nấy nghe bác nói đều rất thích, đặc biệt là các đồng chí quê ở Cao Bằng. Đêm đó, xe đi suốt tới Lam Sơn. Ở Lam Sơn, bác dừng lại làm việc với tỉnh ủy Cao Bằng. Còn các đồng chí khác thì tranh thủ đi chợ nước hai mua sắm vài thứ cần thiết. Đêm hôm đó, trước lúc lên đường, bác gọi mọi người lại, nơi đại ý. Hiện nay, tình hình rất có lợi cho ta. Giặc phải rải quân ra nhiều nơi để chiếm đóng. Lực lượng có hạn. Nhìn chung thì Cao Bằng, Lạng Sơn là nơi địch thọc sâu vào sau lưng ta, hòng chia cắt ta với các nước xã hội chủ nghĩa. Chúng có công sự kiên cố, lực lượng gồm nhiều tiểu đoàn Âu Phi. Song chúng cũng có nhiều điểm yếu. Đồn bốt đóng dài từ Na Sầm đến Cao Bằng, nếu bị đánh gãy một đoạn nào thì các vị trí dễ bị cô lập. Lực lượng cô động của chúng tuy tinh nhuệ nhưng có hạn. Sau khi đã phân tích các mặt, Đảng và chính phủ quyết định mở chiến dịch Cao Bắc Lạng. Theo sự phân công của Trung ương Đảng, lần này bác sẽ đi thị sát mặt trận để giúp đỡ ban chỉ huy chiến dịch. Các chú đi với bác cũng như các chiến sĩ ra mặt trận, ai nấy đều phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Nghe bác nói, mặc dù đã đoán trước được phần nào, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khởi. Bác dặn thêm, từ đây đến ban chỉ huy mặt trận, đường tuy không dài lắm, nhưng cần đảm bảo bí mật cao hơn. Các chú cần phải cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Tới Quảng Yên, bác làm việc với ban chỉ huy chiến dịch và đi thăm mấy đơn vị bộ đội, rồi về Nà Lan gần Đông Khê, vị trí tiền phương của ban chỉ huy chiến dịch. Đêm ấy ra tới bờ sông Bằng, thì trăng vừa dựng đồng non, sông Bằng dưới trăng như một tà áo dài trắng muốt. Gió Nam lòng sóng theo nhau dồn tới biên giới Việt Trung.
Đáy sông in hình bóng nối, tưởng như đàn voi khổng lồ đang rầm rầm theo bát tiếng ca mặt trận. Trên mặt sông, một chiếc cầu phao nổi bật lên như một tấm vải lớn căng thẳng tắp trên dòng nước bạc. Một đoàn lừa ngựa chở bộ binh sống hàng đôi đang dồn bước, nhìn những đoàn bộ binh pháo binh qua cầu. Bác khen, các chú cộng binh khá lắm. Bác rất chú ý tới cách làm cầu. Người thò tay xuống nước để xem đổ nước chảy. Ra đến giữa cầu, bác dừng lại hưởng làn gió mát rồi nói với các đồng chí đi theo. Gia được ở đây, ngày ngày ra giữa cầu này mà hóng gió buông câu thì hay biết mấy. Rồi bác cười vui nói tiếp, ta chỉ muốn sống một cách giản dị thoải mái thôi, nhưng tay nó cũng không cho. Bác chào ta phải đuổi nó về nước đã. Ho Chi Minh was a deep sea sailor, served this time out on the southern seas. Work and hardship were part of his only education, exploitation, his ABC. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. Nhữ thú dữ vào trong. Một buổi tối, cơm nước xong, bác bảo mọi người ngồi chung quanh ngọn lửa. Người cho biết về tình hình địch và chủ trương tác chiến của ta trong chiến dịch. Nghe xong, có đồng chí thắc mắc, thưa bác, tại sao chúng ta không đánh Cao Bằng trước mà lại đánh Đông Khê trước? Theo cháu nghĩ, hồi tháng 5 ta vừa đánh Đông Khê xong, chúng lại tăng thêm quân, thêm pháo, củng cố lại công sự, nên tuy ta đánh được nhưng sức ta cũng yếu đi một phần. Rồi đây đánh Cao Bằng sợ không nổi. Bác nói, các chú xem địch đóng từ Thất Khê đến Cao Bằng. So sánh giữa Đông Khê và Thất Khê, thì Thất Khê số quân địch đông hơn, tiếp thế thuận lợi hơn. Tuy đồn chính ở thấp nhưng có nhiều vị trí ngoài kiên cố hơn. Đông Khê tuy cũng có những mặt mạnh, nhưng đem so sánh thì nó là vị trí tương đối yếu hơn Thất Khê. Bác bảo thêm, nay Đông Khê bị diệt rồi thì Cao Bằng và Thất Khê sẽ ra sao? Mấy đồng chí quê ở Cao Bằng lúc này mới phát biểu. Đông Khê ta thắng rồi, nay giặc ở Cao Bằng như con hổ nằm trong củi, giặc ở Thất Khê như con rắn bị ta chặn mất ở cửa hang rồi. Mất Đông Khê chắc là giặc phải giành lại. Hồi tháng 5 vừa qua ta đánh xong, nó nhảy dù ngay xuống đồn đây. Chờ cho mọi người nói xong, lúc bấy giờ bác mới trả lời câu thắc mắc ban đầu. Ta đánh vào Đông Khê là đánh vào nơi quân địch tương đối yếu, nhưng vị trí rất quan trọng trên tuyến đường Cao Bằng Lạng Sơn. Đánh thắng được Đông Khê, ta có kinh nghiệm hơn nên ta mạnh hơn. Như vậy địch khác gì con thú dữ bị thương, ta như thợ săn chăn lưới thét. Nay có thể địch sẽ giành lại Đông Khê để giữ vững Cao Bằng, hoặc phải đánh lên để đón quân Cao Bằng rút lui. Ta nhân lúc thú dữ vào trong mà khép dòng lưới thép, quân diện của địch đã tan thì ta đánh Cao Bằng không phải là chuyện khó. Nếu chúng rút khỏi Cao Bằng thì đánh càng thuận lợi hơn. Nghe những ý kiến phân tích của bác, ai nấy đều thông suốt và tin tưởng vào thắng lợi chiến dịch. Về sau, quả thật chiến dịch biên giới đã diễn ra đúng như lời bác nói. Oh, 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 Chí Minh. Oh, 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 Chí Minh. Oh, oh, oh.